Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, gần một tháng qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, liên tục có các chuyến thị sát kiểm tra công tác phòng chống dịch tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Trong chuyến thị sát này, sáng nay Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã cùng đoàn công tác của Chính phủ tiếp tục đi kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh tại tỉnh Tây Ninh. Tại buổi làm việc, trao đổi về vấn đề chống dịch ở các tỉnh phía Nam, Phó Thủ tướng nhận định, thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp dù đã áp dụng chỉ thị 16 và nhiều biện pháp nâng cao trong công tác phòng chống dịch. Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, giữ vững, mở rộng các vùng xanh bên trong, nhanh chóng đề ra các phương án khôi phục lại hoạt động sản xuất và đi lại của người dân. Tức là ngày xưa là mình khoanh, mình vây cái vùng đỏ. Thì bây giờ mình cũng là phải có cách là mình khoanh cái vùng xanh để mình giữ. Xong rồi mở rộng dần dần. Thì cái này gần đây là tất cả các tỉnh, kể cả trong TP.HCM đều ý thức rõ cái này. Mặc dù cái này là Ban Chỉ đạo đã hướng dẫn từ đầu. Và chỉ có bằng cách đấy thì chúng ta mới đi vào cái bình thường mới tới đây là được. Có thể thấy, việc kiểm soát tốt ở đây không có nghĩa là không còn các ca bệnh, mà phải củng cố vững chắc vùng xanh trong từng tỉnh, dồn gọn các ổ dịch, khoanh nhiều lớp. Từ đó, cả khu vực hình thành vành đai xanh vững chắc. Cũng tại cuộc họp báo cáo, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, địa phương này đang từng bước hoàn thiện chiến lược cụ thể, bài bản để khoanh vùng dịch, đảm bảo giữ vững vùng an toàn và dập nhanh vùng đỏ. Từ khi phát sinh dịch COVID-19 đến nay, Tây Ninh ghi nhận 3.296 ca mắc COVID-19. Hiện tỉnh có hai vùng nguy cơ cao là thị xã Trảng Bàng và huyện Dương Minh Châu. Nhưng với cái tinh thần chung mà chính phủ, là thủ tướng là chỉ đạo là bốn tại chỗ, tự lực cánh sinh, thì tỉnh Tây Ninh cũng cố gắng khắc phục những khó khăn. Khi nào mà những cái gì mà nó quá vượt cái khả năng mà không còn thể cái gì nữa thì tỉnh sẽ tiếp tục báo cáo với chính phủ, thủ tướng để xem xét hỗ trợ trong cái tổng thể chung. Bây giờ thì cũng chưa biết đến lúc nào mà Tây Ninh như nhìn như triển khai được doanh nghiệp sản xuất mở rộng hơn liên quan đến cái ba tại chỗ. Là thủ công, theo tôi hiểu đến hình như đây. Và cái đấy nó thể hiện cũng nếu ngồi trên này mà cái tổ thông tin, tại vì mình có dữ liệu xét nghiệm mình mới biết được. Mình quen những đối tượng nguy cơ có thể không phải dàn hàng ngang rồi. Từng xã, từng phường. Quan trọng là đối với khu thu dung đấy thì là lúc nào cũng sẵn sàng xe cấp cứu và các một cái bộ phận riêng để những cái người nào nặng lên và có triệu chứng thì ta sẽ chuyển đi kịp thời. Nếu mà chúng ta làm tốt được cái khu thu dung đấy đến từng cấp một, thậm chí là đến ở cấp phường thì chúng ta sẽ giảm tải được cho các cái bệnh viện dã chiến ở tầng 2 và tầng 3 và giảm tỷ lệ tăng lên. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 lưu ý, tình hình dịch tại Tây Ninh vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Vì vậy, tranh thủ trong thời gian thực hiện chỉ thị 16, địa phương cần thực hiện nghiêm các quy tắc chống dịch, đồng thời rà soát từng vùng để xác định vùng xanh, vùng nguy cơ cao. Hiện Tây Ninh đang xây dựng phương án điều trị từ 5.000 đến 10.000 ca nhiễm, trong đó thiết lập 5 bệnh viện dã chiến, nâng năng lực xét nghiệm từ hơn 2.400 mẫu đơn một ngày lên 5.000 mẫu đơn một ngày. Đồng thời, tỉnh huy động bệnh viện tư trong công tác thu dung điều trị. Bên cạnh công tác khoanh vùng dịch đảm bảo giữ vững vùng an toàn và dập nhanh vùng đỏ, tiêm chủng vaccine đóng vai trò vô cùng quan trọng và là lá chắn bảo vệ chúng ta trước COVID-19. Việt Nam sẽ không thiếu vaccine, chính phủ sẽ ưu tiên tối đa cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc trả lời phỏng vấn VTC sau khi đoàn công tác đặc biệt của chính phủ do Phó Thủ tướng dẫn đầu đi kiểm tra chỉ đạo trực tiếp tại các tỉnh thành phía Nam. Xin được cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Thưa Phó Thủ tướng vừa mới kết thúc chuyến đi công tác thị sát và kiểm tra công tác phòng chống dịch tại 6 tỉnh miền Nam sông Hậu. Phó Thủ tướng đánh giá như thế nào về công tác phòng chống dịch của các địa phương này? Một cái điều mà chúng ta rất là dễ thấy, nhận thấy các tỉnh qua đi làm việc thì là dường như là các địa phương là chỉ tập trung nguồn lực và kể cả sự chỉ huy của cấp ủy đảng chính quyền, lực lượng y tế từ xét nghiệm cho đến các công tác chỉ huy là dồn vào để dập các cái điểm nóng. Thế còn dường như là cái phần mà xanh ấy, thì không được chú ý lắm, cho nên dẫn đến cái tình trạng là cái vùng xanh thì nhiều nơi là càng ngày càng bị thu hẹp và cái hiện trạng ra báo rất nhiều. Thì ban chỉ đạo và cấp cao hơn nữa là thủ tướng cũng đều đã nhấn mạnh là chúng ta phải thực hiện phải rất là quyết liệt cả hai mũi. Và bây giờ
Thì tôi rất là mừng bởi vì gần đây, kể cả thành phố Hồ Chí Minh và đấy các tỉnh vừa đi, thì các địa phương đã chú ý hơn đến cái mũi giữ vùng xanh. Và đây là một cái kinh nghiệm rất là quý, không chỉ đối với các tỉnh này mà với cả nước. Bây giờ nơi nào còn xanh thì chúng ta phải giữ cho thật chắc. Chúng ta đã áp dụng chỉ thị 16 ở các cái tỉnh phía Nam trong 20 ngày qua. Vậy thì vì sao cái tình hình dịch vẫn còn có những diễn biến xấu, vẫn ghi nhận các ca mắc thường? Thì giống như tất cả các đồng chí mà lãnh đạo các tỉnh mà tôi đã làm việc vừa qua, thì tất cả đều nhận thấy một điều. Thực sự nếu mà tất cả chúng ta những tỉnh mà thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 mà thực hiện nghiêm ngặt, thì đương nhiên dịch bệnh nó sẽ không lan, không tăng lên như vậy. Quy định giãn cách mà chúng ta làm nghiêm thì sau khoảng 2 tuần là chúng ta đã thấy kết quả tương đối rõ rệt. Và thường là sau tuần thứ 3 và cùng lắm tuần thứ 4 là chúng ta sẽ kiểm soát tốt. Nếu tất cả các cấp ủy chính quyền mà chúng ta cùng quyết tâm thì chúng ta có thể kiểm soát tốt. Và thời gian qua thì các ca nặng cũng như là cái số lượng người tử vong cũng tăng lên. Vậy thì chúng ta có cái chiến lược như thế nào để có thể giảm được cái số lượng người tử vong tại các khu đỏ đậm đặc như khu vực thành phố Hồ Chí Minh ạ? Một hệ thống y tế nói chung và hệ thống điều trị của Việt Nam nói riêng, nếu mà nhiều người bị nhiễm quá sẽ chắc chắn sẽ quá tải. Và thực tế ở thành phố Hồ Chí Minh vừa qua khi ca nhiễm bệnh lên, thì một thực tế chúng ta phải thừa nhận là các cái chỗ bệnh viện mà điều trị COVID là quá tải. Chúng ta phải giảm được cái tỷ lệ là người nhiễm bệnh thì có triệu chứng cũng phải giảm cái tỷ lệ xuống. Và người có triệu chứng nhẹ mà lên triệu chứng nặng hơn cũng phải giảm xuống. Và ở đây đặc biệt vừa qua anh em thành phố Hồ Chí Minh, nhất là một số quận mà tôi đã đi, tôi thấy anh em rất là mạnh dạn và sáng tạo. Tức là tập trung điều trị ngay từ ở các cái trung tâm, các bệnh viện dã chiến bên dưới. Chúng ta đã tăng cường cái oxy tập trung, đã tăng cường các cái máy HFNC. Chúng ta cứu chữa ngay từ bên đấy. Muốn giảm tử vong ở cái tầng trên cùng, điều trị trên cùng, thì đầu tiên chúng ta phải giảm cái tỷ lệ ở cái tầng thấp nhất. Sao cho mỗi một tầng thì phải giảm được cái tỷ lệ không có nặng hơn để phải chuyển đến tầng trên. Đây là một trong những kinh nghiệm mà theo tôi là rất là quý rút ra từ thực tiễn chống dịch vừa rồi. Thưa Phó Thủ tướng, muốn kiểm soát lây nhiễm dịch ở trong nước thì trước hết là sẽ phải kiểm soát cái sự đi lại, lưu thông cũng như là tiếp xúc của người dân giữa địa phương này với địa phương khác. Vậy thì để giải quyết mâu thuẫn giữa phòng chống dịch và đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân trong phát triển kinh tế thì cần có những biện pháp như thế nào ạ? Cái gọi là mục tiêu kép thì chúng ta đã xác định từ khi bắt đầu có dịch. Và luôn luôn chúng ta phải cân đối, phải làm sao thực hiện tốt được cả hai mục tiêu này. Và hai mục tiêu này nhiều lúc thì nó mâu thuẫn với nhau. Nếu mà chúng ta giãn cách thật rộng, có một cái ổ dịch chúng ta giãn cách ngay cả tỉnh hay là toàn quốc thì đương nhiên là chống dịch sẽ dễ hơn. Nhưng mà cái mục tiêu phát triển kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Thế còn nếu mà chúng ta cố gắng là giãn cách ở quy mô thật là hẹp thì chống dịch sẽ vất vả hơn, nhưng mà những thiệt hại về kinh tế sẽ ít hơn. Thủ tướng cũng đã nói, trong trường hợp mà có xung đột giữa cái mục tiêu kinh tế và bảo vệ sức khỏe của nhân dân thì trong chống dịch chúng ta phải nghiêng về cái phía bảo vệ. Và gần đây thì Thủ tướng có nói là tùy từng địa phương, từng thời điểm cân đối ra hai mục tiêu đấy. Trước cái tình hình diễn biến rất là phức tạp của dịch bệnh này thì trong thời gian ngắn trước mắt chúng ta phải nghiêng về phía là phải chống dịch, phải bảo vệ được tính mạng, sức khỏe của nhân dân trước. Về sản xuất, về lưu thông, đời sống của người dân có bị ảnh hưởng, sinh hoạt của người dân có bị xáo trộn, nhưng chúng ta làm nghiêm trong một thời gian ngắn thì còn hơn là chúng ta làm không chặt, không nghiêm và để dịch tiếp tục lây lan dai dẳng. Thưa Phó Thủ tướng, có một vấn đề nữa mà hiện nay người dân đang rất quan tâm, đặc biệt là người dân thành phố Hồ Chí Minh, đó là liệu Bộ Y tế có đảm bảo được nguồn cung vaccine để thành phố đạt được cái mục tiêu tiêm phủ cho 70% số dân trên 18 tuổi trong tháng này hay không ạ? Bây giờ thành phố Hồ Chí Minh và cái khu vực của Đồng Nai, Bình Dương, Long An đang bị nhiễm rất là nặng và sâu. Thì các tỉnh đều đồng tình, biểu hiện một cái tinh thần là tất cả hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Thì chính phủ đã thống nhất là sẽ ưu tiên dồn cái nguồn vaccine cho khu vực này để đạt được miễn dịch cộng đồng sớm nhất. Chúng ta đã ký một số lượng lớn đủ để miễn dịch cộng đồng cho toàn bộ nhân dân Việt Nam, mỗi người tiêm đủ 2 mũi. Nhưng mà vấn đề là vaccine về lúc nào chúng ta không chủ động được. Tôi thì dự kiến là đến cuối năm thì vaccine sẽ không thiếu, sẽ về rất nhiều. Nhưng mà từ nay trong vài tuần tới, trong một tháng tới thì theo Bộ Y tế báo cáo thì các lô vaccine mà được cam kết về rất ít. Còn tinh thần là về đến đâu thì chính phủ đã thống nhất, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất là ưu tiên tối đa cho thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật tin tức của VTC Now. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.